Hello everyone and welcome to our channel. And in this video, I'm going to show you 5 English idioms that you must know to improve your English speaking skill. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của You Speak English. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 cụm thành ngữ hay còn được gọi là idioms ở trong tiếng Anh để giúp cho các bạn có thể giao tiếp một cách thành thạo và một cách natural, rất là tự nhiên với người bản xứ. Và đây cũng là 5 cụm thành ngữ mà người bản xứ rất hay sử dụng trong ngôn ngữ nói của họ. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu jump in, bắt đầu vào với cụm thành ngữ đầu tiên. Easy on the eyes. Phát âm theo mình nha. Easy on the eyes. Easy on the eyes. Cụm này có nghĩa là easy to look at. An attractive, beautiful, someone or something that is good to look at. Thì mình sẽ dùng là easy on the eyes. Một cái gì đó rất là đẹp, rất là thu hút, rất là dễ nhìn về bề ngoài. Và không phải chỉ là cái gì không mà là mô tả về con người cũng có thể sử dụng được cụm này. Thu hút, dễ nhìn, xinh đẹp, attractive, beautiful. Thì chúng ta sẽ sử dụng cụm này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến với các ví dụ sử dụng cụm này. Các bạn ghi nhớ đó là khi chúng ta học bất cứ từ vựng nào, học bất cứ một idiom hoặc là một cách expression nào thì hãy đặt câu với nó và cố gắng sử dụng nó trong ngôn ngữ mỗi ngày của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với ví dụ đầu tiên. Mình lấy ví dụ khi các bạn thấy một model là một người mẫu nào đó, chắc chắn là họ sẽ có một cái ngoại hình rất là đẹp đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ dùng như sau. The model is definitely easy on the eyes. That model is definitely easy on the eyes. Có nghĩa là cái người mẫu đó thật là cuốn hút, thật là xinh đẹp. Khi các bạn đi vào trong phòng gym, rất nhiều trainer là những người mà huấn luyện viên của các bạn sẽ có rất nhiều cơ bắp. Nhìn appearance, nhìn bề ngoài của họ nhìn rất là đẹp đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ đến với ví dụ số 2. The trainer at the gym is easy on the eyes. The trainer at the gym is very easy on the eyes. Yeah, và bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ số 3 với cụm thành ngữ này. Many people say that actress is easy on the eyes. Many people say that actress is very easy on the eyes. Rất nhiều người nói rằng là cái cô diễn viên nữ đó trông rất là xinh đẹp, trông rất là cuốn hút. Yeah, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. You should give a number to him. He's really easy on the eyes. Khi các bạn đi dating, các bạn đi hẹn hò với ai đó, thì các bạn hãy sử dụng cụm này nếu mấy bạn thấy thích ai đó nha. Ví dụ như bạn bè của các bạn khi thấy anh đó xong sẽ khuyên mấy bạn đó là cho ảnh số đi, tôi thấy ảnh nhìn được lắm đó. Tức là nhìn rất là đẹp, nhìn rất là cuốn hút, nhìn rất là đẹp trai, handsome, okay? So you should give your number to him. He's pretty easy on the eyes. Và ví dụ cuối cùng cho cụm này đó là the teacher was easy on the eyes, so all of the little boys wanted to sit in the front row. Và mình đã từng trải nghiệm qua chuyện này. Rất nhiều bạn nam rất thích những cái giáo viên nữ xinh đẹp đúng không nào? Lúc nhỏ khi mình đi học cũng rất nhiều bạn nam như vậy trong lớp của mình luôn. Cứ thấy giáo viên nữ nào mà xinh đẹp mà trẻ trẻ thì mấy bạn sẽ chen nhau ngồi ở hàng đầu. Câu này chính là ý nghĩa đó đó. Ok, vậy chúng ta đã đến và hoàn thành xong các ví dụ cũng như là ý nghĩa của cụm đầu tiên. Easy on the eyes. Easy on the eyes. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cụm số 2. Let your hair down. Let your hair down. Mấy bạn sẽ tưởng đó là liên quan gì tới tóc luôn nào. Let your hair down. No, it means to behave in an inhibited or relaxed manner. And to relax or enjoy yourself. And to allow yourself to behave much more freely than usual and enjoy it. Cái này có nghĩa là khi mấy bạn cư xử và hành động một cách không hề gò bó và rất là thoải mái, thư giãn, tự do và mấy bạn rất là tận hưởng với cái việc đó. Và các bạn cho phép bản thân mình cư xử một cách tự do, thoải mái hơn so với bình thường. Ví dụ như bình thường các bạn rất khắt khe với bản thân mình, nhưng mà đến một dịp nào đó khi các bạn đi chơi, chẳng hạn đi travel, đi du lịch chẳng hạn, hoặc là vào cuối tuần khi mấy bạn làm quá mệt và mấy bạn muốn relax and enjoy yourself, so you can use let your hair down. Vậy thì các bạn có thể sử dụng cụm let your hair down trong trường hợp này. Ví dụ, after a long day at work, the office workers decided that needed to let their hair down. Sau một ngày làm việc rất là mệt mỏi ở văn phòng thì tất cả các nhân viên văn phòng quyết định đó là họ cần phải relax, họ cần phải thư giãn, thoải mái và cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Vậy mình nhắc lại câu vừa rồi nha. After a long day at work,
the office workers decided that needed to let their hair down. Chúng ta đến với ví dụ số 2. I had a really stressful day today. I think I'm just going to let my hair down. Hôm nay thiệt là một ngày rất là stressful, rất là áp lực, rất là mệt mỏi đối với tôi luôn. Tôi nghĩ là bây giờ bản thân tôi phải enjoy, phải tận hưởng và phải thư giãn thôi. Again, I had a really stressful day today. I think I'm just going to let my hair down. Ví dụ số 3. Lan spent the weekend letting her hair down by watching 3 movies. Yes. Các bạn có thói quen này không? Vào cuối tuần khi quá mệt mỏi sau một tuần làm việc quá căng thẳng rồi, Lan có một thói quen đó là dùng hết cái cuối tuần của mình làm gì? Thư giãn và xem tới tận 3 bộ phim luôn. Ok? Lan spent the weekend letting her hair down by watching 3 movies. Ví dụ tiếp theo. I spent time at the beach, ate a lot of food, and I really let my hair down. Tôi dành thời gian để đi biển. Tôi ăn rất là nhiều đồ ăn và tôi cảm thấy rất là thư giãn và enjoy. Yeah. Sau một kỳ nghỉ, trong một kỳ nghỉ thì chúng ta sẽ có cảm giác này đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ cuối cùng cho cụm này. It's Saturday night. Why don't you stop being so serious and just let your hair down for a change? Đây là một câu, một lời khuyên của một người nào đó dành cho bạn chẳng hạn. Hôm nay đã là tối thứ bảy rồi, tại sao bạn không đừng có căng thẳng như vậy nữa, đừng có nghiêm trọng như vậy nữa, mà hãy relax, hãy enjoy đi, hãy thư giãn đi và hãy tận hưởng đi nào. Đừng có behave, đừng có hành động như những ngày trong tuần nữa nào. Don't be serious, đừng có căng thẳng nữa nào, đừng có nghiêm trọng nữa nào. Ok, again, it's Saturday night. Why don't you stop being so serious and just let your hair down for a change? Ok, và chúng ta đến với cụm số 3 trong ngày hôm nay. Lose your head. Lose your head. Mất cái đầu, mất cái đầu. No, nó không có nghĩa là mất cái đầu. It means lose self-control. To panic. Lose one's composure. Nó có nghĩa là mình bị mất tự chủ, mình mất kiểm soát bản thân, mình hoảng sợ và mình mất bình tĩnh. Mình lấy ví dụ cho cụm này nha. He usually stays very calm in meetings, but this time he just lost his head. Lose ở đây sẽ chuyển dịch về lost bởi vì chúng ta đang kể ở quá khứ đơn. Ok, anh ta thường rất là bình tĩnh trong các cuộc họp, nhưng mà hôm nay anh ấy mất kiểm soát bản thân, mất tiêu. Ok, rồi ví dụ số 2. Mình đọc lại ví dụ số 1 nhé. He usually stays very calm in meetings, but this time he just lost his head. Ví dụ số 2. I was afraid, so at that point I lost my head and started panicking. Again, I was afraid. Tôi bị sợ, tôi đã rất là hoảng sợ. So at that point, nên vào thời điểm đó, tôi bị mất kiểm soát bản thân. Tôi quá hoảng sợ và tôi bắt đầu hoảng sợ, mất hồn, mất bình tĩnh. Ok, yes. Rồi, again, I was afraid, so at that point, I lost my head and started panicking. Ví dụ số 3. After he ignored me, I lost my head and started yelling at him. Khi bạn bị người khác từ chối, chẳng hạn ví dụ như là bạn tỏ tình vai đó xong, nhưng mà người ta từ chối bạn và bạn bắt đầu đó là chửi rủa anh ta luôn. Oh, rất là hung dữ đúng không? Again, ví dụ này nha. After he ignored me. Sau khi anh ấy từ chối tôi, I lost my head. Tôi đã mất kiểm soát bản thân. Tôi đã mất bình tĩnh. And started yelling at him. Và bắt đầu hét vào mặt anh ấy. Ok? Và ví dụ cuối cùng cho cụm này. Try not to lose your head when you get stopped by a cop. Đừng có mất bình tĩnh nha khi mà mấy bạn bị công an chặn xe lại, hoặc là khi mấy bạn bị công an bắt nhé. Đừng có hoảng sợ, đừng có mất bình tĩnh, đừng có mất kiểm soát khi mà bị công an chặn lại, khi mà bị công an giữ lại, khi mà bị công an bắt. Ok, try not to lose your head when you get stopped by a cop. Ok, và chúng ta sẽ chuyển sang cụm số 4. Rất nhiều cụm hay đúng không nào? Head start. Head start cũng liên quan tới cái đầu luôn. Head start là bắt đầu. Head start có nghĩa là it means to start before other contestants in a race. Bạn bắt đầu sớm hơn những cái người cùng tham gia trên cái chặng đường đua đó, hoặc là trong cái cuộc thi đó. An early start that results in an advantage. Cái sự bắt đầu sớm hơn người khác và đem lại rất nhiều sự thuận lợi cho bạn vì bạn bắt đầu sớm hơn.
An initial advantage in a competitive situation. Vậy cụm này đơn giản nghĩa của nó đó là để bắt đầu trước các cái thí sinh khác trong một cuộc đua chẳng hạn, hoặc là để khởi hành sớm hơn, khởi đầu sớm hơn, nó mang lại cho bạn nhiều lợi thế hơn chẳng hạn, hoặc là một cái lợi thế của bạn ban đầu trong một cái tình huống nào đó mà mang tính cạnh tranh. Ví dụ bạn được hưởng rất nhiều tài sản thừa kế từ bố mẹ của mình thì rõ ràng đó là khởi đầu của bạn là rất advantage, có nghĩa là rất nhiều thuận lợi hơn người khác rồi, đúng không nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với những ví dụ cho cụm này. Số 1. A good education gives your child a head start in life. Một nền giáo dục tốt cho con của bạn sẽ giúp cho con của bạn như thế nào? Có một khởi đầu thuận lợi hơn. Ok. A good education gives your child a head start in life. Ví dụ số 2. I will get a head start on a paperwork this weekend. Tôi sẽ làm giấy tờ, paperwork là những cái thủ tục hồ sơ, vào cuối tuần này, nhanh hơn người khác một bước, có nghĩa là làm trước, khởi đầu trước người khác một bước. I will get a head start on the paperwork this weekend. Ok, tiếp nha. The inheritance money gave him a head start in life. Cái số tiền thừa kế của anh ấy á, giúp cho anh ấy thuận lợi hơn trong cuộc sống, tức là có một cái thuận lợi hơn trong cuộc sống so với bạn bè của anh ấy chẳng hạn. Ok, again, the inheritance money gave him a head start in life. Và ví dụ cuối cùng, I was able to get a head start on my reading during the holidays. I was able to get a head start on my reading during the holidays. Vào kỳ nghỉ thì tôi luyện tập cái việc đọc chẳng hạn, và tôi luyện tập rất nhiều bài reading nên tôi có cái khởi đầu thuận lợi hơn. I was able to get a head start on my reading during the holidays. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cụm cuối cùng liên quan tới con mắt, không liên quan tới cái đầu nữa nha. An eye opener. An eye opener. An eye opener. Open, open, open. It means an event or a situation that proves to be unexpected, enlightening. Something that surprised you and teaches you a new fact about life. And something startling, surprising or enlightening. Cái này được dùng để mô tả cho một sự kiện hoặc là một tình huống hoặc là một câu chuyện nào đó. Nó rất là bất ngờ và nó điều đó có thể khiến cho bạn vô cùng ngạc nhiên luôn và rất là enlightening, có nghĩa là bạn vô cùng bất ngờ với cái việc này và dạy cho bạn một cái điều gì đó vô cùng mới mẻ trong cuộc sống, làm cho bạn sáng mắt ra, khai sáng cho bạn và làm cho bạn vô cùng ngạc nhiên mà trước giờ bạn chưa bao giờ có cảm giác đó cả. Ok, y chang như khai sáng cho mấy bạn vậy đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ đầu tiên. Living in another country can be a real eye-opener. Việc sống ở một cái quốc gia khác có thể là một cái việc mà sẽ mở mắt ra, sẽ khai sáng ra cho bạn, sẽ mang lại cho bạn vô cùng nhiều những cái điều mới lạ và những cái điều vô cùng ngạc nhiên ở trong cuộc sống. Ok? Living in another country can be a real eye-opener. Câu số 2. Her story about her childhood was real eye-opener. Cái câu chuyện của cô ấy về tuổi thơ của cô đúng là quá bất ngờ với tôi luôn. Her story about her childhood was a real eye-opener. Tiếp theo, the movie was a real eye-opener for me. I never understood how serious global warming was before. Trước giờ mình không có hiểu là global warming, cái việc nóng lên toàn cầu, khí hậu nóng lên toàn cầu á, nó ảnh hưởng như thế nào và nó tác hại như thế nào. Nhưng sau khi xem bộ phim đó xong thì nó khai sáng cho mình. Thì mình sẽ dùng câu này ha. The movie was a real eye-opener for me. I never understood how serious global warming was before. Và câu cuối cùng. Sally said her trip to Japan was quite an eye-opener. Sally nói rằng là cái chuyến đi du lịch của cô tới Japan, tới Nhật Bản á, thì nó đúng là một cái điều làm cho cô đó là khai sáng trong cuộc sống của cô. Mở mắt cổ ra, tức là một cái trải nghiệm hoàn toàn đáng ngạc nhiên, rất là kinh ngạc và rất là hấp dẫn, thú vị chẳng hạn, mà chưa bao giờ có trải qua trong đời của cổ, thì chúng ta sẽ sử dụng cụm này. Sally said her trip to Japan was quite an eye-opener. Ok, vậy là chúng ta đã học được 5 cụm ngày hôm nay đúng không nào? Và các bạn nhớ nhé, đó là để sử dụng được 5 cụm này thì các bạn cần phải viết nó ra vở, có bút, có giấy viết ra vở và học thuộc nó và sử dụng nó và hãy tập đặt câu với nó nha. Và khi càng đặt câu nhiều thì các bạn càng có sử dụng cụm này càng nhiều hơn và hãy sử dụng nó thật nhiều trong lời nói của các bạn để giúp cho lời nói của các bạn khi nói với người bản xứ trở nên thú vị hơn, cuốn hút hơn và tự nhiên hơn. Và nếu cái video này hữu ích, hãy comment ở phía dưới video giùm mình nha và hãy subscribe kênh YouTube của bọn mình để nhận video của bọn mình mỗi tuần. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.